vụ thì mình có cảm thấy họ đang lo lắng hay hồi hộp không? Tâm trạng đấy lúc này như thế nào chị? Chẳng sợ đúng không ạ? Và mọi người ơi, chị khách này của chúng tôi thì hôm nay đã thực hiện nâng ngực một lần rồi, nhưng mà qua thời gian sử dụng thì chị cảm thấy bộ ngực của chị do đặt sai hơi to nên là cảm thấy không phải tự nhiên và to quá to đúng không ạ? Thật ra thì mình chuẩn bị được đẹp tới cho nên là rất là hứng khởi, chỉ mong là làm thật nhanh và có một là tức là sớm nhìn được cái kết quả của mình thôi. Không thể chịu đựng cái bộ ngực xấu này thêm một giây một phút nào nữa rồi. Rất mong được đi làm luôn. Viện thẩm mỹ Nagami ứng dụng phương pháp treo sa trễ, nâng ngực không chạm, kiến tạo vòng một đẹp chuẩn tỷ lệ vàng, hài hòa với cơ thể. Kỹ thuật treo sa trễ hạn chế xâm lấn, không để lại sẹo xấu, tăng tính thẩm mỹ vòng một như định hình săn chắc bầu ngực, loại bỏ da thừa chảy xệ, giảm kích thước nhũ hoa. Phương pháp nâng ngực không chạm sử dụng phễu chuyên dụng Keller Funnel rút ngắn thời gian đặt túi chỉ 15 giây, hạn chế khả năng bao sơ lên đến 99%. Đây là thành quả mà ekip bác sĩ của bệnh viện Nagami vừa thực hiện xong đây ạ. Mọi người có thể nhìn thấy là ngực của chị đã gọn hơn này. Đó, bác sĩ đã kết hợp và treo sa trễ, đường mỏ neo kết hợp đặt túi và thu quần cho chị nhé. Đó, rất là mềm mại, mọi người có thể nhìn thấy tay của tôi nắn bóp ở đây. Dù vừa mới làm xong nhưng mà ngực lên rất là đẹp, mềm mại. Và tôi tin chắc là ngực này sau khi mà về mặc áo định hình cũng như là massage thì ngực sẽ còn lên form đẹp nữa. Mời mọi người nhìn lại thành quả trước và sau khi thực hiện một lần nữa nhé. Tôi tin chắc rằng là sau khi tỉnh dậy thì chị khách hàng này cũng sẽ rất là hài lòng với kết quả mới này. Chị em nào đang có nhu cầu muốn đi cải thiện lại vòng một của mình hay gặp bất kỳ về tình trạng gì về vòng một có thể inbox ngay cho thẩm mỹ viện Nagami. Mọi ca mổ của thẩm mỹ viện Nagami đều được thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa Hà Nội, chuẩn đạt chuẩn của Bộ Y tế. Đẳng cấp kiến tạo vòng một chỉ sau 60 phút thực hiện, không đau, không sẹo, không biến chứng. Trực tiếp thực hiện bởi ekip bác sĩ đã có 12 năm kinh nghiệm, bảo hành trọn đời, cam kết bằng văn bản. Inbox để nhận ngay ưu đãi chỉ có trong tháng này, trợ giá từ 18 đến 30 triệu khi nâng cấp vòng 1. Hotline tư vấn và đặt lịch 090-218-1111. Tất cả các chị em, mình vừa thực hiện dịch vụ nâng ngực tại thẩm mỹ viện Nagami sau 12 tiếng. Thực ra thì cảm giác của mình sau khi nâng ngực thì không đau như là các chị em vẫn nghĩ và tưởng tượng đâu. Đến buổi tối khi mình tỉnh dậy thì buổi tối mình cũng đã đi lại được rồi. Thực sự rất là nhẹ nhàng, chỉ tức một chút thôi nhưng mà chịu đựng được. Chắc chắn là chị em mình chịu đựng được. Vì là mình là một người chịu rất kém nhưng mà mình chịu được thì mình nghĩ là các bạn cũng chịu được thôi. Đó, và thực sự là sản phẩm của bác sĩ làm rất là đẹp, mình rất là ưng ý. Nên các chị em nếu ai có nhu cầu muốn nâng ngực thì hãy tìm hiểu và tham khảo đến Nagami nhé.